Đây sẽ là cái trạm chúng ta sẽ đón cái bus này. Bus đi vòng quanh thành phố nha, miễn phí, của hãng Sao Mãnh Airlines, một hãng còn khá, đây là một cái hãng mới ở thị trường Việt Nam. Với giá vé rất là rẻ nhưng mà được hưởng những lợi ích transit như là miễn phí hotel, miễn phí hop on hop off xe bus đi vòng quanh thành phố. Tuyến bus này sẽ đi ngang qua những cái địa điểm nổi tiếng của thành phố Hà Nội, từ xa xa mà nó có một cảnh biển, những cây cầu, những cái cầu cổng vàng của San Francisco đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Rất là nhiều cao ốc ở hai bên. Xuống được cái trạm ban đầu khởi hành để vào làm thủ tục nhập cảnh bay chuyến bay tiếp theo. Đây là chuyến mới.